quý vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ 6, ngày 4 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 2 tháng 9 năm Giáp Thìn. Mình đang cùng với đài trình IBC TV trân trọng gửi lời chào tái ngộ đối với tất cả quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết. Khu vực đi đôi Sài Gòn có nhiệt tăng nhẹ trong ngày thứ 6 hôm nay với trời có nắng và mây đan xen vào ban ngày. Tối ngày hôm nay tại đây đôi lúc trời có mây. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày đo được 84 độ, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 64 độ. Bình minh sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 49 phút và lặn vào lúc 6 giờ 31 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình tại khu vực này thay đổi từ 62% vào ban ngày tăng lên đến 79% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này với cường độ 8 dặm một giờ từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày. Chiều tối ngày hôm nay sức gió thay đổi từ hướng Tây Tây Nam 5 dặm một giờ. Và chỉ số tia tử ngoại vẫn giữ ở mức vào khoảng 7/11. Thời tiết cho những ngày cuối tuần ngày mai thứ Bảy tại đây với trời có nắng và mây kết hợp vào sáng ngày mai. Và khuya ngày mai trời trong lành. Nhiệt độ tăng nhẹ trong những ngày cuối tuần với nhiệt độ cao nhất dự đoán cho ngày mai vào khoảng 88 độ cho ban ngày, 67 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 6 tới 8 dặm một giờ di chuyển từ hướng Tây vào ban ngày, Tây Tây Nam vào ban đêm. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 49 phút. Vẫn như thường lệ tiếp nối, xin mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Mình đang và đài trình IBC TV. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành và kính chúc cho quý vị thật nhiều an lạc.